bài tế lễ dân hương ngày truyền thống giỗ tổ ngành tóc thẩm mỹ. Thay mặt hội kéo vàng, tôi Lê Mỹ xin đọc điếu văn. À, lễ dân hương của ngày tổ ngành tóc và thẩm mỹ được phép bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Công Hoằng Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Mộ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Già Lam Bồ Tát. Nam mô Thất Cổ Cửu Hiền Sinh Siêu Sinh Tịnh Độ. Nam mô Tam Vị Thánh Tổ. Thỉnh hương chư vị tiền hiền tiền bối, như thông lệ vào mùa xuân ngày 26 tháng 3 2022, trước sự hiện diện của quý vị khách mời và các đồng nghiệp chứng kiến buổi lễ truyền thống giỗ tổ ngành tóc được tổ chức tại nhà hàng Kim Thanh, Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con và các đồng nghiệp đang trong ngành tóc đang tề tụ trước bàn thờ tổ nghiệp, kính cẩn nghiêng mình thắp ba nén nhang. Ba nén hương này để dâng lên chư vị tiền hiền tiền bối, trước là để tỏ lòng tri ân với người có công khai sáng khởi nghiệp cho ngành tóc nước ta, đồng thời để nhắc nhở những đồng nghiệp trẻ luôn nhớ về cội nguồn, biết ơn và các bậc tiền bối, nâng cao tinh thần tôn sư trọng đạo để bảo tồn truyền thống văn hóa đạo lý của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn, như một tâm niệm cao cả để tôn vinh công đức tổ nghề tổ nghiệp. Kính thưa tổ nghề, để đáp tạ lại thâm ân mà thầy đã tận tình chỉ dạy, chúng con nguyện sẽ đoàn kết thương yêu, nâng đỡ và chiều dắt nhau tiếp bước những bậc tiền bối tích cực cống hiến tài năng và trí tuệ để phát triển nghề nghiệp nhằm phục vụ cho xã hội. Kính nguyện tổ nghề, xin thầy hãy độ trì ban cho tất cả chúng con và gia đình được ấm no hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, trí tuệ thông minh, đôi bàn tay khéo léo điêu luyện để góp phần tô điểm cho xã hội ngày càng tươi đẹp hơn. Những lời nguyện chân thành này chúng con kính dâng lên tổ nghiệp và chư vị tiền hiền tiền bối minh giám. Chúng con đồng kính bái. Xin cảm ơn. Điều văn của chúng tôi tới đây đã kết thúc.